Nào, bây giờ các em hoàn thành thầy những cái phương trình, danh mục các phương trình cần thuộc và hiểu như hôm trước cái chương halogen đúng không? Cũng giống như thế này. À, bây giờ lần lượt nhá. O2 nào, cộng S nào, ai xung phong nào? Đấy. Đấy. Ngọc à. SO2 em giải thích vì sao ra SO2. Có giải thích phải hiểu. Oxy có tính oxy hóa lưu huỳnh, có tính gì nhỉ, có tính khở, vì vậy nó phản ứng với nhau được để số oxy hóa của lưu huỳnh sẽ tăng lên dương 4. Đấy, là SO2 rất tốt. O2 tác dụng phốt pho thiếu à. Đây, thủy nào thiếu mà à, thiếu là P2O3. Thế dư là gì? P2O5. Giải thích nào, vì sao nào? Ừ, thế còn P tính khở thiếu thì là lên dương 3 là vì oxy nó ít. Ít thì nó chỉ oxy hóa để lên số oxy hóa chưa cao nhất dương 3. Thế còn dương 5 là nó dư thì nó mới lên được nhiều, nên cao hơn là dương 5, P2O5. O2 cộng H2. Đấy, Minh nào. H2O. O2 cộng C, cái này dễ không cần giải thích. À, Bình nào. À, CO2. O2 cộng với lại P dư thì nó rồi đúng không? O2 cộng FE. O2 cộng FE. Mời Đức Anh nào. Fe3O4. Giải thích vì sao ra Fe3O4 mà không phải là FeO hay là Fe2O3. Không hiểu đúng không? Mời Bảo Linh nào. Rồi, ai có thể thích tốt hơn không nào? À, chưa được chuẩn lắm. Ở đây nhá, O2 cộng Fe đấy, thì các em biết là Fe nó có khả năng cho E, cho 2 hoặc là gì nhỉ? Cho 3. Gặp những chất oxy hóa mạnh hẳn ấy thì nó sẽ cho mấy? Cho 3. Gặp chất oxy hóa yếu hẳn thì là cho gì? Là cho 2. Thế còn với oxy là oxy hóa tốt, nhưng mà không phải là quá mạnh, nhưng không phải là yếu. Vì vậy nó cho cả gì? Cả 2 hoặc cả 3. Vậy thì cái sản phẩm ở đấy nó có cả FeO và cả gì nhỉ? Fe2O3. Vậy thì người ta sẽ viết chung lại thành gì? Fe3O4. Fe3O4 thực chất là FeO chấm Fe2O3. Đấy. Đấy mới là chính xác, bởi vì phải căn cứ vào cái tính oxy hóa của oxy chứ không phải là căn cứ vào tính khử của sắt. Linh bảo là căn cứ tính khử của sắt là nó chưa được chuẩn. Hiểu không? O2 cộng với Al. Đấy, O2 cộng Al nào. Mời Long nào. Thế Al2O3. O2 cộng CA. Đấy, cái này siêu dễ đúng không? Rồi mi nè. Thành gì? CO, O2 cộng CU. Rồi. Mời Đông nè. À, CUO, O2 cộng NA. Đấy. Rồi. Mời Bình nè. Rồi, O2 cộng H2S. HS. À, mời Lâm nè. Thế nhưng mà đấy là oxy dư hay thiếu? Nó thiếu thế còn dư thì ra cái gì? Đúng rồi, tốt. Phản ứng tiếp theo. Oxy cộng với lại FeOH hai lần cộng nước. Đây. Oxy cộng FeOH hai lần cộng nước. Mày Hưng nè. FeOH 3 lần, em giải thích vì sao ra FeOH 3 lần. Nhưng mà nào mà thầy hỏi câu giải thích thêm ấy, mà chẳng thích được thì cộng thêm điểm nữa thì 2 điểm. Thế còn nhưng mà nào mà không hỏi giải thích thì chỉ được 1 điểm.
Được chưa? Hoặc không giải không trả lời được, không giải thích thì cũng được một điểm. À, mỗi mình ở à đây có Bảo Linh nữa. Đúng rồi, đấy, sắt. Cái sắt ở đây đó là Fe dương 2, mà Fe OH 2 lần nó không bền em ạ, nó không bền, nó dễ nhường đi một E, cứ thằng nào lấy E của nó thì nó sẽ lên được. Oxy cũng lấy được E của nó. Clo lấy được E của nó. Nói chung là sắt dương 2 ở đây nó dễ dàng chuyển thành sắt dương 3 khi nó ở dạng Fe OH 2 lần. Đấy, thì Fe OH 3 lần đấy nó sẽ bền hơn, vì vậy mà nó sẽ dàng cho một E cho oxy. Nhá, Fe OH bền hơn Fe OH 2 lần rất nhiều em ạ. Nên nó dễ dàng lên được. O2 cộng FeO thì rồi. Ngọc nào. F2O3 nên giải thích được không? Nếu mà đã dương 2 rồi thì nó dễ lên một mức nữa thành gì nhỉ? Thành dương 3. O2 cộng FeS2. Đấy. Rồi, thủy nào. Tốt lắm, vừa viết xong đúng không? O2 cộng CO. O2 cộng CO xem nào. CO CO dễ nào. À Minh à, Hiếu Minh à, giơ tay hả? CO2, giải thích vì sao CO2? Đây là carbon chỉ đợi bao nhiêu thôi? Cộng 2 nó đã lên cao nhất chưa? Cao nhất của nó là bao nhiêu? Cộng 4, vì vậy mà oxy có thể lấy E để chuyển carbon thành gì nhỉ? Carbon dương 2 thành gì? Dương 4. Dương 4 là chất gì? Là CO2. Đấy, rất tốt. O3 cộng AG. À, O3 cộng AG. Rồi, à, thầy mời Hà nè. Không phản ứng. Mời Đông à. Ờ, đúng rồi. Ag2O cộng với O2, cái này có phản ứng nhá. Ozone tác dụng với bạc cực kỳ dễ dàng. Bạc đang là sáng bóng nhưng mà thành xỉn ngay. Thế em giải thích cho nào. Ngọc thế nào. Đúng rồi đấy, O3 là oxy hóa mạnh hơn O2. Thế ai biết vì sao O3 oxy hóa mạnh hơn O2? Hưng nào. Vì O3 dễ dàng phân hủy thành oxy nguyên tử đúng không? À, cộng O2, oxy nguyên tử là hoạt động mạnh hay yếu các em? Oxy nguyên tử hoạt động rất mạnh em ạ. Rất mạnh. Đấy. Nó là chất có khả năng tẩy trùng đấy. Vì vậy ozone người ta sục vào nước để tẩy trùng. Thế còn O2 cộng Ag. Ờ, à, không phản ứng đúng không? Thế vì sao O2 cộng Ag không phản ứng? À, mời Đức Anh nào. O2 không đủ mạnh. Thế tại sao O2 không đủ mạnh bằng ozone? Thế vì sao cơ? À, mày Lâm nào, chưa trả lời chính xác bản chất. Đấy, bản chất nó như thế em ạ. O2 là có hai cái oxy liên kết với nhau bằng liên kết gì em? Liên kết đôi. Liên kết đôi ấy nó rất ra sao nhỉ? Rất là khó. Vì vậy là phản ứng kém hơn. Thế còn O3 nó dễ dàng phân hủy ra một cái oxy nguyên tử. Một oxy nguyên tử thì có cần phải đứt liên kết gì không? Nó đang đứng một mình rồi, nó rất hoạt động, nó rất tự do em ạ. Vì vậy nó hoạt động mạnh hơn. Tiếp theo, O3 cộng Ki cộng với H2O. Cái này cho các em ghi rồi đúng không? Mời Nam nào. Y2 cộng cao H cộng với lại O2. Em giải thích vì sao? Y
đúng nhỉ, không ổn lắm đúng không? Ai có thể thích khác không? Bạn nói là ô 2 là ô xéo mạnh không đúng. Phải là ô gì? Ô 3, ô xéo mạnh. Ô xéo mạnh lấy E của cái gì nhỉ? Lấy E của iốt âm 1. Thì iốt âm 1 mất E trở thành gì? À, thành iốt 0. Iốt 0 là công thức sẽ là gì? I2. Đấy, và sản phẩm phụ mới là ô 2 mới gì nhỉ? Mới cao H. Chứ không phải là ô 3. À không phải ô 2, ô xéo mạnh. Ô 2 có ô xéo được không? Cái này có không phản ứng. Vì O2 là oxy hóa kém hơn là O3. Đấy, chứ còn em đã nói là nó kết hợp với K này thành KOH, đấy là không phải, KOH thì là sản phẩm phụ thôi. Cái phụ là để nó bảo toàn nguyên tố thôi. Chứ còn cái chính không phải KOH. Cái này quá siêu dễ thôi. S cộng O2. À, hôm nay Nhung chưa thấy kiếm điểm nhỉ? Ra bộ quá không giơ tay được à? Thế thì em thử trả lời em nào. Cái này thành cái gì? Thành SO2 đấy, thế thôi. S cộng với HNO3. Đấy. Thủy tiếp nào. H2O4 cộng với NO2 cộng H2O. Thế em có hiểu vì sao không? Em có hiểu vì sao có phản ứng ngay không? Em giải thích thử nào. Ờ đúng rồi, lưu huỳnh tính khử HNO3 cái này em hiểu là đặc nhá, thầy không ghi chữ đặc, em bổ sung vào. À, HNO3 đặc có tính gì? HNO3 đặc có tính gì? Oxy hóa mạnh. Vậy nó đủ sức để lấy số lấy E của lưu huỳnh tăng lên gì nhỉ? Lên dương 6 luôn, dương 6 là chất gì? H2SO4. Thế nitơ từ dương 5 nó sẽ giảm xuống thành gì? Nitơ dương 5 nó giảm E, giảm lấy E giảm xuống thành nitơ. Dương 4 trong chất gì? NO2. Ok, S cộng với KClO3. Đây là phản ứng này là chính là phản ứng pháo nổ này, đốt pháo nổ này. Lưu huỳnh trộn với lại KClO3 xong rồi ta đốt nó sẽ nổ. Có. Cái này có bán. Thuốc pháo đấy, bán thị trường nó bắt. Ờ, có bán nhưng mà công an bắt được thì nó phạt thôi. Ngày xưa thì bán tự do nhưng bây giờ người ta cấm. Ờ, nhà nào ngày xưa cũng cuộn pháo, chính thầy cũng cuộn. Thầy cũng mua thuốc pháo về để cuộn. Ngày xưa ngồi còn nhỏ học cấp 3, cấp 3 hay cấp 2 đấy, cấp 2 phải. Thích cuộn pháo lắm. Cuộn quả pháo to bằng bắp tay này, nổ như mìn đấy. Thích lắm. Nổ ra bàn. Nhưng mà cũng rất là nhiều người bị mất tay mất chân vì cái pháo đấy. Đúng rồi, nó phải chơi có nghề cơ. Nào ai cho thầy phương trình như nào? Mời Ngọc nào. Em tích điểm rồi nhá, không tí nữa quên đấy. KCL cộng gì nữa? SO2. Rồi thế em mới giải thích vì sao cái phản ứng này lại có thể gây nổ được. Tại sao cái phản ứng này lại gây nổ và để sản xuất thuốc pháo được? Em biết không? Không biết đúng không? Thế bạn nào giải thích được vì sao phản ứng này lại dùng để sản xuất thuốc pháo? Không biết hả? K là KCL chất gì các em? Nó dán lên lỏng với khí. Dán thế S là chất gì? Chất rắn. Hai chất này là hai chất bột kia mà, hai chất bột nó trộn với nhau thì cái thể tích của nó rất là ít, không nói kể, nhưng mà sau khi phản ứng ấy, nó phản ứng xảy ra rất nhanh, nó tạo thành chất gì nhỉ? KCL chất rắn, SO2 chất gì? Chất khí. Từ chất rắn mà chuyển thành chất khí một cách đột ngột thì áp suất thế nào? Áp suất tăng rất là nhanh, áp suất rất nhanh đột ngột mà nó lại trong một cái quả pháo ấy, nó kín đúng không, thì áp suất tăng nhanh như vậy nó phá vỡ cái vỏ ra rất nhanh. Vì vậy mà nó gây ra tiếng nổ. Em hiểu chưa? Quả bóng nổ em biết vì sao không? Vì áp suất nó quá mạnh mà nó lại bị nén thì nó sẽ vỡ cái vỏ ra gây tiếng nổ. Muốn nổ được thì nó phải phá vỡ một cái vỏ bình nào đấy. Đấy. Mà cái vỏ bình nó càng cứng
càng cứng thì cái tiếng nổ sẽ càng mạnh. Các em đã thấy bom, người ta sản xuất bom chưa? Đấy, bom là cái vỏ nó bằng gì nhỉ? Bằng thép đấy, nó mới nổ mới khủng khiếp các em ạ. Pháo là bằng giấy, nó nổ chưa khủng khiếp lắm đâu. Đấy, vỏ thép mà các em muốn phá vỡ vỏ thép thì sức mạnh của cái áp suất đó làm thả làm sao rất lớn, chính vì vậy mà tiếng nổ nó mới khủng khiếp. Đấy, quả cái bình ga đấy, bình ga mà nổ thì không khác gì bom cả, bởi vì là cái bình ga nó cái vỏ bằng thép rất là cứng, khi mà nó vỡ được bình chứng tỏ là áp suất bên trong rất lớn. Thế thì các em thấy bình ga nó nguy hiểm như nào đấy, nó nổ có nhiều lý do. Một là người ta đốt, ví dụ nhà cháy chẳng hạn, cháy nhà đấy mà chạy không chạy được bình ga thì nó sẽ gây nổ, nó nóng quá nó nổ, nóng thì nó sẽ áp suất tăng, áp suất tăng thì các em học vật lý rồi đúng không? Đấy, khi nhiệt độ tăng thì áp suất tăng, áp suất tăng thì nó sẽ gì, nó sẽ phá vỡ cái vỏ, nó sẽ gây nổ. Lý do thứ hai, nếu như mà không đốt mà vẫn nổ các em ạ, là do là cái bình đấy dùng lâu ngày nó han bên trong, ở bên ngoài cái lớp sơn người ta sơn lại thì vẫn mới, nhưng mà cái bên trong nó không sơn được đúng không? Nó yếu dần, cái vỏ nó yếu dần mà mình không biết, thế là nó sẽ phá vỡ một lúc nào đó cũng không biết, đai lúc nào đó cũng không biết. Hiểu chưa? Đấy. Chính vì đó mà bây giờ nhà thầy cũng không dùng ga nữa, chuyển thành bếp từ hoặc bếp điện hết. À, mất điện thì đi ăn quán cho nhanh. Đấy. Thực ra nhà thầy cũng có một cái bình ga dự phòng, nhưng mà không để trong nhà, để ở ngoài. Đấy, làm một cái lán để ở ngoài, nó nổ thì nó không ảnh hưởng lắm. Nó cũng không ảnh hưởng quá. Đây là thầy làm một cái trái xây xong nhà, xong dẫn ống vào thôi, để cho nó an toàn. Ngoài ra nhá, ngoài nổ bình ga ấy, nổ bình ga là ít lắm ạ, gần như là không bao giờ mấy khi nổ bình ga. Nhưng mà cái nổ ấy, hay hơn, thường xuyên hơn là cái nổ gì biết không? Nổ khí, nổ bình khác, nổ khí khác em ạ. Khí giò nhá, khí giò mà nó tích tụ vào trong nhà đấy, mà chúng ta không biết. Thế là đến lúc bật công tắc bóng điện để cho đèn sáng, thì cũng chính là lúc mà bật tia nở điện để cho cái khí ga nó nổ. Đấy. Nếu như là những cái bình nào mà nó giò mình không biết, hoặc là cái bếp ga mà nó lâu ngày mà mình nó kém rồi mình cũng không biết đấy, nó giò ga thì nó tích vào thì khi mình bật công tắc điện phát là nó nổ ngay. Tất nhiên là cái nổ khí ga thì nó không nguy hiểm bằng nổ bình, nó có thể không chết người nhưng mà nó cũng gây tai nạn đấy, bỏng hoặc là gãy tay gãy chân chuyện bình thường. Đúng rồi đấy. Đấy, hồi nhà bác thầy cũng có một bà giúp việc, bà ấy cũng bị nổ gãy chân. Đấy. Đêm giò không biết, hay xuống nấu ăn sáng hay là bật tia lửa điện, bật bóng điện ra là nó nổ ngã, nó gây ra áp suất ngã, gãy chân. Không chết người vì là nó không mạnh bằng nổ bình thì thôi, bình mà nổ thì thôi. Như vậy mà những nhà nào mà dùng bếp ga mà nấu ấy, thì các em chú ý là nấu xong phải khóa cái bình, cái cổ của nó đấy. Đấy. Hả? Cái gì? Bên trong có khí ga. Chứ còn nếu mà chỉ có tắt bếp không thì cái nguy cơ giò sẽ cao hơn. Đấy. Thế còn nếu mà tốt nhất thì nên có cái cảnh báo khí ga ấy. Mua cảnh báo ấy, nếu mà chẳng may nó giò thì nó sẽ báo mình biết, thì không bật bóng điện nữa. À, mình mở hết cửa ra, xong bật quạt nó thoáng hết khí đi thì nó không sao cả. Than thì nó lại ấy quá, than thì nó lại gây độc. Rồi tiếp theo nhá, S cộng F2. S cộng F2 thành cái gì nào? Nào mời Thủy nào, hôm nay rất tích cực, cố gắng lên. Rồi FES. FES đâu? À Vinh nào. SF6. Đúng rồi. Em thích vì sao? Rồi tiếp theo
S cộng với H2 muốn đọc. À, Minh nào. À, Hiếu Minh nào. Ờ, em giải thích nào. S là tính oxy hóa mạnh nhá. Chết. S này là có tính khử, là số oxy hóa là bao nhiêu? Là 0. H2SO4 là chất có tính oxy hóa mạnh, lưu huỳnh đa số oxy hóa là bao nhiêu? Cộng 6. Một cái cao một cái thấp về cái trung gian này chính là em không đi học cái buổi bổ sung dành cho cái nhóm học sau này. Đấy, nhưng em không biết. Một cái cao một cái thấp về cái trung gian. Trung gian là cái gì nhỉ? Cộng 4 là gì? SO2 đấy. Cao thấp thì cộng nhau thành trung gian đấy. Phải hiểu được thì mới tốt. S cộng FE. À, S cộng FE nào. Thôi bây giờ thầy sẽ lần lượt nhá. Hôm nay sẽ bây giờ sẽ không lần lượt để cho ai cũng phải trả lời. À, bắt đầu là đến nốt à? À thế Thủy nhỉ? Em này vì bạn ấy đang yếu thì thôi cho bạn đi, cho bạn ấy có động lực để bạn cố gắng. À, S cộng FE thành FES, em giải thích vì sao lại ra FES nào. S có tính oxy hóa thế nào? Ở trung bình hoặc là có thể nói là hơi yếu cũng được. Vậy thì nó chỉ đưa sắt lên sắt mấy thôi? Ở sắt 2 thôi. Tốt. Bây giờ các em, tất cả các em gặp hết tài liệu vào, không được dùng tài liệu, không được dùng sách nữa. Tự phải điền. Đấy, bạn nào trả lời được thì được cộng điểm. Còn nếu không trả lời được thì trừ điểm. Đấy, bắt buộc là lượt từ đầu đến cuối nhá. Không, phải đi là hết rồi, nãy giờ thế thôi. Nãy giờ chưa hết phải đi à? Lâu quá. Vào đến lượt từ người một, S cộng HG. Nào, từ dưới lên trên hay từ trên dưới đây? À, từ dưới lên trên nhá. Từ dưới lên trên à? Thế, à, thế Thủy nào? HGS. Rồi, được cộng điểm. Mi nào? HGS. Hà nào? Rồi, Hoàng nào? Rồi, tiếp Hiếu Minh nào? Thấy bạn nào mà bạn ấy dùng tài liệu là thì thầy trừ điểm và bạn phát hiện ra được cộng điểm nhá. Bạn nào phát hiện ra bạn dùng tài liệu được cộng điểm. HS cộng 2 sư nào, Bình nào. Rồi, hơm Nhung nhá. S cộng 2 muốn đặt nào. S 2 cộng H2O. Đức Anh nào. Cái này thầy cho NaOH thiếu. HS cộng gì nữa. Đúng rồi, Bảo Linh nào, NaOH dư. Nào, ai thay bạn Bảo Linh như này nào? NaOH dư. Hôm trước phải dạy rồi đấy. Nào, có ai xung phong không? Thay thì được cộng điểm. Cái này thiếu thì NaHS cộng HO đúng rồi. NaOH dư thì thành cái gì? Nào, mời Nhung nào. NA2S cộng HO thôi. Đây là có 2 cái S. Thì nếu NaOH thiếu thì nó chỉ lấy ra một cái H. Đây là NaOH dư thì lấy ra hai cái H, đơn giản vậy thôi. Thành Na2S cộng với HO. Bảo Linh hiểu chưa? Đấy. Có đúng luật thì tạm thời bạn Bảo Linh chịu trừ một điểm này nhá. Một điểm chuyển cho Nhung. Theo đúng luật thôi. Thầy cũng không muốn trừ đâu nhưng mà như thế các em mới cố gắng. SO2 cộng O2 nào. Ngọc nào. SO3 tốt lắm. SO2 cộng HNO3. Đông nào. Hơi khó à? N24 cộng với NO mấy? NO2 cộng gì nữa? Rồi thôi được rồi. Tạm. Nam nào? NO2 cộng BR2 cộng H2O.
Tốt. SO2 cộng KMR4 Lâm nào. Rồi. Hưng nè. H2O chuẩn. Nào ai xung phong thay nào. Cái con này. Đấy. À, mày mi nè. S cộng với nước. Đấy. Hưng hiểu chưa? Vì sao biết không? Đây là dương 4 này, đây là âm 2 này. Một cái cao, một cái thấp về cái gì nhỉ? Trung gian là gì nhỉ? Là không. Làm gì có 2? Không chứ. Lưu huỳnh chỉ âm 2, không dương 4, dương 6. Không là S cộng nước, hiểu chưa? Đấy, theo đúng luật thì Hưng trừ điểm này nha. SO2 cộng MG. Long nè. MGS cộng U2. Có đúng không em? Ai xung phong thay nè. Mi nè. À mi về gọi xong nhỉ. Hà nè. MGO2 cộng S. Không đúng. Bảo Linh nè. MGO cộng S. Rồi. Sửa lại không tính thôi nhá. Ok, MGO cộng S. SO2 cộng NaOH. Cái này cũng mới dạy xong. Không đến được ai nhỉ. À lên được Thủy. Cái này cộng với NaOH thầy cho là thiếu. À, thiếu thì ra cái gì? À, mời Hưng thay nào. Na2SO3. Rồi, rất tốt. Thế NaOH dư. Thủy nói Na2 gì? SO3 cộng gì nữa? Cộng nước. Đấy nhá, thiếu thì ra NaHSO3. Còn dư thì ra Na2SO3 cộng nước. Thôi được rồi. Thế Thủy là coi như là câu này là một điểm cộng, một điểm trừ thì không được điểm. Hưng thì được cộng điểm. SO2 cộng với CaOH 2 lần. Đến lượt bạn nào nhỉ? Mi nào. Có hai trường hợp, nếu mà NaOH, CaOH dư thì ra cái gì? Dư cơ mà. Ba dư mà thiếu thì ra muối axit. Ba dư mà dư thì ra muối trung hòa, nhớ chưa? Cộng nước rồi, nếu mà CaOH 2 lần mà thiếu thì ra cái gì? CaHSO3, em nhớ này nhá. Ba dư mà thiếu thì ra muối axit. Tại sao lại thế? Bởi vì thiếu thì tức là cái OH nó ít. OH ít thì nó lấy cái H ra làm sao nhỉ? Nó ra không đủ. Đấy, vì vậy nó chỉ lấy ra một H thôi. Các em biết là SO2 nó phản ứng cái gì trước, biết không? Phản ứng nước sẽ thành cái gì nhỉ? H2 SO3, sau đó H2SO3 mới bị lấy H ra. Nếu mà có nhiều bazơ thì lấy một lấy hết H, mà ít bazơ thì lấy gì? Lấy một H thôi. Thế vì sao mà các em đã hiểu vì sao mà bazơ mà thiếu ra muối axit chưa? Bazơ dư ra muối gì? Muối trung hòa. Rồi, SO3 cộng nước. Là ta Hà nè. H2O4, cái này không thể dễ hơn được nữa đúng không? Cộng gì nữa đâu, H2O4 đặc cộng Fe, tê độ. Đến lượt Hoàng nè. Fe2 muốn tất cả 3 lần cộng SO2 cộng nước. Rất tốt. H2 muốn đặt cộng C. Hiếu Minh nè. CO2 cộng gì nữa? Cộng H2O. Cộng SO2. Rất tốt. H2 muốn đặt cộng P2O3. Mấy bình nè. Ai khác nào, ai thay cho bạn nào.
Thầy hướng dẫn nhá, P ở đây là thoái chi mấy? À, mời Lâm nào. Ờ, H3P4 cộng gì nữa? Nghe đâu 2 cộng gì nữa? H2O. Đấy, đơn giản thế thôi. Bạn đây tư duy là số thi hóa của phốt pho đây là mấy? Cộng 3, đó là cực đại chưa? Nó bị H2 muốn đặc là chất oxy mạnh, lấy E tăng lên gì? Tăng lên cộng 5 là lớn nhất, mà cộng 5 là trong chất gì? P2O5 nó chỉ đứng ở dạng rắn thôi, nhưng mà trong dung dịch axit đặc, tức là vẫn có tí nước, thì nó sẽ thành cái gì? H3PO4. Trong dung dịch thì P2O5 sẽ không tồn tại được, nó sẽ thành H3PO4. Tương tự như vậy thì SO3 trong nước cũng không tồn tại được, nó thành H2PO4. Vậy thì nó sẽ ra H3PO4 này. Thế còn lưu huỳnh dương 6 sẽ giảm xuống là lưu huỳnh dương 4 là gì nhỉ? Là SO2. Sản phẩm phụ là gì? Là H2O. Đấy. Thôi câu này khó thầy miễn cho Bình nhá. H2 muốn đặt cộng FeOH FeBO4 thế độ. Đến lượt Đức Anh nè. Đọc lại nào. Cái gì đây? Nào, có ai thay không nào? Nhung nè. Ừ, đúng rồi. Tốt lắm. Em giải thích nào để cho bạn Đức Anh hiểu nào. Vì sắt ở đây là số oxy hóa là bao nhiêu? Ờ, thực chất là Fe2O4 là có hai cái là FeO và gì nhỉ? Và Fe2O3. Fe4 thực chất là Fe2 và Fe3. Sắt dương 2, sắt dương 3. Sắt dương 3 thì không thay đổi. Thế nhưng sắt dương 2 thì bị gì nhỉ? Bị lấy bớt E để trở thành sắt. Sắt 3. Mà sắt 3 thì kết hợp với gốc thì thành thành muối là gì? Fe2, Fe4 tất cả 3 lần. Thế còn lưu huỳnh dương 6 sẽ trở thành, sẽ giảm E, sẽ lấy E giảm số oxy hóa xuống là thành lưu huỳnh dương 4. Phải là chất gì? Fe2. Sản phẩm phụ là nước. Thế Đức Anh bây giờ hiểu chưa? Cái này nếu học thì cũng thế thôi, mà không học thế thôi. Các em phải dùng kiến thức để em suy luận, hiểu không? Những cái phương trình này nó thật các em là học thuộc rất là khó, thầy cũng không thể thuộc được. Đấy, bản thân thầy cũng không thuộc, mà toàn dùng quy luật, toàn dùng các cái kiến thức tổng quát để mình suy luận ra. Đấy, mình áp dụng cho nó thì mình sẽ tìm được cái phương trình sản phẩm đúng. Các em hiểu không? Học thuộc sẽ không được thuộc được. Mà nếu mà có thuộc thì cũng sẽ nhanh quên lắm. Học thuộc hôm trước thì hôm sau quên mất. Đấy, nếu mà hôm sau không quên thì hôm sau nữa sẽ quên. Hiểu không? Mẹo đấy, tất cả những gì thầy dạy các em là mẹo đấy. Mình phải học, mình hiểu. Mình hiểu quy luật. Hôm trước mấy cái buổi về số oxy hóa thầy dạy các em rồi đấy. Mình phải vận dụng số oxy hóa có những quy luật gì. Có 6 ứng dụng của số oxy hóa đấy. Đấy, trong đó thì có những ứng dụng quan trọng là dùng số oxy hóa để suy luận sản phẩm. Đấy, thì có quy luật là chất oxy hóa cao cộng thấp thì thành gì? Thành trung gian. Chất oxy hóa mạnh thì oxy hóa một chất sẽ nâng số oxy hóa đó lên cao nhất. Thế còn chất oxy hóa yếu hoặc là vừa vừa thì chỉ nâng chất đó lên số oxy hóa cũng vừa vừa. Đấy, có quy luật của nó hết mà. Thế còn vì sao hai bốn đặc có tính oxy hóa mạnh thì nó rồi đúng không? Vì là lưu huỳnh trong này là bao nhiêu? Là dương 6, mà ở dạng đặc thì nó rất là hoạt động. Nhưng nó oxy hóa mạnh. Mà nó oxy hóa mạnh thì tức là nó có khả năng lấy E. Lấy E thì nó số oxy hóa sẽ gì? Sẽ giảm. Mà giảm cái kề cận thôi. Ví dụ như là từ dương 6 giảm cái kề cận nó là bao nhiêu? Dương 4 nó có giảm sâu nó xuống S không? Rất là khó. Đấy. Đấy là những quy luật thầy đã dạy rồi thầy. Có mẹo gì đây? Chỉ đấy là những cái mẹo chứ gì nữa. Chứ còn mẹo làm gì được tất cả một hệ thống hàng trăm hàng nghìn phương trình. Mẹo nó chỉ có một vài cái thôi. Hoàng hiểu chưa? Học là mình học cái bản chất. Học cái bản chất thì sẽ không bao giờ quên được.
Hai thầy muốn đạp cộng CU. Đến lượt Nhung. CU4 cộng SO2 cộng gì nữa? Cộng nước. Rồi hai thầy muốn đạp cộng P. Đến Bảo Linh. Tốt lắm, cộng gì nữa? H2O cộng gì nữa? Cộng SO2 chuẩn. Đấy, các em dùng tư duy của mình thì sẽ cái nào cũng làm được em ạ. Cứ dù khó dù dễ đều làm được hết. H2 muốn đặt cộng với KBR. Đến lượt Ngọc nhỉ. 98 H2 muốn đặt cộng FIO. Ngọc thế nào? Đây là em đọc hay là em tự làm đây? Em chưa học à? Em chưa học thì thầy hướng dẫn em dùng số oxy hóa để tư duy rồi thôi. Fe đây là bao nhiêu? Fe ở đấy là 2. Là cộng 2, mà H2 muốn đặt là chất có khả năng gì? Nâng. Vậy nó nâng lên bao nhiêu? 6. Nâng cái gì đến 6? Nâng Fe từ dương 2 lên lên dương 3 thôi. Sắp nó chỉ có 2 và 3 thôi. Mà 3 thì trong chất gì? Đúng rồi, thế còn lưu huỳnh số thì hóa là dương 6 nó sẽ giảm xuống. Là bao nhiêu? 4 là chất gì? SO2. Đấy, em hiểu chưa? Đây tổng kết điểm nhá. Những phương trình còn lại về nhà các em ôn tiếp, sắp hết rồi đấy. Buổi sau là thầy sẽ cho kiểm tra chéo để tính điểm. Thầy dặn các em về nhà học thuộc, vừa thuộc và vừa hiểu các phương trình này. Về các em kiểm tra, sau đó thì thầy buổi sau thầy cho các em kiểm tra chéo. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là có mỗi một phương trình các em trả lời được thì các em được cộng một điểm. Đấy, thế còn bạn trả lời, bạn nào hỏi mà bạn kia không trả lời được thì người kiểm tra được cộng một điểm. Được chưa? Nên là các em kiểm tra lẫn nhau. Đấy, để các em ghi điểm. Bây giờ cộng điểm nha. Thế còn cái tập tài liệu thầy có cái sơ đồ ấy, về nhà các em làm trước đi. Đây này. Sơ đồ này, về nhà các em làm trước đi. Xong rồi bài tập tài liệu ấy các em làm dần đi. Buổi sau thầy sẽ chữa. Nào, My nào. My có bao nhiêu điểm thêm nữa? Không nhớ hả? Nam nào, em có bao nhiêu điểm thêm? Rồi Hoàng có bao nhiêu điểm thêm nào? 4 nào. Rồi Bình nào. Hưng bao nhiêu điểm thêm nào? Đức Anh nào. Hà nào. Bao nhiêu? 5. Nhung nào. Rồi Bảo Linh nè. Thủy nè. Minh nè. Hiếu Minh nè. Long nè. Đông nè. Lâm nè. Ngọc nè. 8. Bình Minh nè. Thế còn những bạn thì trừ điểm. Thế tính điểm trừ chưa? Bảo Linh tính điểm trừ chưa? Hơn cái tính điểm trừ chưa? Đấy rồi hả? Còn ai nữa nhỉ? Còn một bạn nữa đúng không? Ai nữa nhỉ? Long. Long tính điểm trừ chưa? Chưa. Rồi thầy trừ điểm ở đây nhá. Đấy. Còn một bạn hình như là Thủy nữa phải nhỉ? Nhưng mà một cộng một trừ mà không thêm nó không bị trừ đúng không? Rồi. Thế bây giờ các em ghi vào đi. Ghi điểm và phiếu theo cái bảng này. Đấy. Đây cái bảng này. Xong thầy thu nhá. Các em kiểm tra lại căn bản đi xem là có quên gì không.
Thầy chào các em. Thầy chào em. Em lấy đi. Thầy chào em. Thầy chào các em. Buổi sau là các em trở lại học thứ ba bình thường nhá.